Cái lời chào đầu tiên mà tất cả thiếu nhi chúng con chào nhau, cũng như chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cùng tất cả mọi người. Cha gửi tặng hát gửi tặng chúng con một nhạc phẩm nho nhỏ được không? Hát vài câu coi chúng con có biết bài đấy không nhá. Xin máy tính tí nữa, khi nào nói mở thì mở nhá. Mở như cha nghĩ là giới trẻ cái đợt này là cái bài này nổi tiếng lắm, nên cha hát thử vài câu. Trời ở trên kia cao quá, tương tư vì ai, dòng kinh còn lưu vạn chữ, hồng trần hôm nay xa quá, vì sao độ ta không độ nàng. Thế còn đố các cha là vì sao các em nó thuộc cái bài này hơn các bài Chúa Giêsu Thánh Thể? Cha có một câu hỏi nho nhỏ dành cho tất cả thiếu nhi chúng con. Cha đố chúng con vì sao bài hát này nó nổi tiếng? Có bạn nào biết không? Vì sao bài hát này nó nổi tiếng? Bạn nào trả lời được thì sẽ được một phần quà rất lớn của ban tổ chức. Rồi, có con trai mắt kiếng, mời con chạy thẳng lên đây. Chỉ hỏi một hai người thôi. Đây đây, con trai mắt kiếng ngồi ngay cái cột dù này. Chạy lên đây con. Con chạy thẳng lên đây, chạy nhanh lên. Rồi. Rồi, giáo sư Mộ Xuân, giáo sư chủ nhà, mời con trai lên đây. Đứng đây quay xuống. Sứ Mộ Xuân thì quen rồi, không phải lo. Vì sao bài hát này nó nổi tiếng? Mời con. Vì bài này hay ạ. À, vì bài này hay. Rồi, cho bạn một tràng vỗ tay. Chúng con có đồng ý với bạn câu trả lời của bạn nhỏ này không? Không. Rồi, có, vậy cho bạn một tràng vỗ tay nữa. Nhưng nó chưa phải là ý nghĩa của bài này. Vì sao nó hay? Mà vì sao chúng ta nghe một cái là nó đi sâu vào trong lòng chúng ta luôn. Đấy, cha đố chúng con. Vì sao nó? Còn bạn nào nữa không? Rồi, mời con, mời con trai. Hôm nay là tại sao toàn con trai thích bài này thôi? Chị em phụ nữ đâu hết rồi. Chạy lên đây con, chạy nhanh lên. Rồi, giáo sư yên tập. Đà. Hôm nay giáo sư nào trả lời đúng là xin tặng một phần thưởng rất là lớn nha. Rồi, mời con, vì sao bài hát này nó nổi tiếng? Bây giờ cha, là bài hát này nổi tiếng vì là trước tiên là cái giai điệu của bài này rất là quấn người nghe vào. Rồi. Cái thứ hai là cái ý nghĩa của câu chuyện này đã con tìm hiểu được trên một số nguồn của một các YouTuber trên Internet ấy. Là bài hát này là chuyện tình giữa một cô công chúa và một vị hoàng thượng ở trong chùa. Và đây là một bài hát kể về chuyện buồn khi mà cô công chúa đã lỡ phải thích chàng hoàng thượng này. Nhưng mà chàng hoàng thượng này đã phải đi tu. Mà theo đạo Phật thì đi tu sẽ là không được có tình cảm hay là một cái ABC XYZ gì đấy với người xung quanh. Thì bài này là cả chàng hoàng thượng và cô công chúa đều thích nhau. Và có một lần là cô công chúa có hỏi chàng hoàng thượng là chàng có thích ta không? Thì chàng hoàng thượng sẽ vẫn im lặng, vẫn gõ mõ, không trả lời. Cô công chúa buồn quá và đã về nhà, và sau đó không hiểu lý do vì sao công chúa đã ra đi. Thì chàng hoàng thượng này đã hóa tâm ma và đã làm những kiểu như là bị tà
ma nó nhập vào người ấy, thì sẽ làm những điều chuyện ác đi thì một vị nào đó đã đến gặp cô công chúa và cho công chúa trở lại trong vòng 7 ngày để cảm hóa chàng hoàng thượng này thành người tốt trở lại. Thì công chúa này đã thành công và chàng hoàng thượng lúc này cũng đã nói với công chúa là ta thích nàng. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Con trả lời gần đúng cái ý nghĩa của câu chuyện đó. Cho bạn đây một tràng pháo tay thật lớn. Bạn đó đã kể nửa câu chuyện phía trước và cha kể lại nửa câu chuyện phía sau. Cô con gái của quận chúa trở về cung bị cha mình bắt ép để cưới một người khác, và cô ta đã không đồng ý và cô ta quyết tâm tự vẫn. Khi nghe được điều đó thì vị hòa thượng đang ở trong chùa thì mới chắc rằng tại sao không giữ lại cái người mà đã thương mình. Nên anh ta quyết tâm là trả thù cái người mà khiến cho cô gái kia, con của quận chúa tự tử. Anh ta đã quyết tâm bỏ áo ra và giết cái người kia, sau đó đi xuống dưới và gặp lại cô gái con của quận chúa một lần nữa với một lời than thở độ gì? Độ ta không độ nàng. Câu chuyện nó dừng lại ở đó tất cả chúng con. Và câu chuyện đó cha thiết nghĩ ngày hôm nay nó nổi tiếng bởi vì nó nói lên một tình yêu giang dở. Một cuộc tình giang dở, một cuộc tình không trọn vẹn. Và trong cuộc tình đó thì người nào yêu nhiều hơn thì lại đau khổ nhiều hơn. Nên khi ca từ mà chúng con nghe thấy nó chạm vào lòng người luôn. Bởi vì chúng ta không ai ở trên cõi đời này thích một cuộc tình giang dở cả. Không ai trên cõi đời này thích một cuộc tình mà hai người phải chia xa. Thế nhưng cuộc sống nó đặt ra cho mỗi người chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ có những hoàn cảnh như thế. Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được vì sao cuộc tình nó không giang dở, nó lại đẹp. Và ngày hôm nay cha muốn chia sẻ với chúng con một cuộc tình đó, nó hiện diện ngay trong chính lúc này ở nơi đây. Thế thì cha muốn nói về cuộc tình gì chúng con? Con biết không? Cha nói về cuộc tình giữa Chúa Giêsu Thánh Thể với chính mỗi người chúng con. Đó là một cuộc tình giang dở. Đó là một cuộc tình mà còn đọng lại bao nhiêu nỗi tiếc. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm tới cuộc tình của Chúa đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta sẽ khám phá ra một tình yêu nó rất đặc biệt. Và cái tình yêu này nó đặc biệt ở chỗ nào? Cha mời gọi chúng con chia sẻ cùng tất cả mọi người chúng con trong cái buổi nắng ngày hôm nay một tình yêu rất đặc biệt. Và chúng ta tham dự ngày thiếu nhi thánh thể ngày hôm nay của giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để cho chúng ta được khám phá một cuộc tình giang dở với Chúa Giêsu nó mang ý nghĩa như thế nào đối với chính bản thân chúng ta. Điều thứ nhất trong cuộc tình này, thiếu nhi chúng con nhìn thử lên Chúa Giêsu Thánh Thể ở trên tấm pano ở trên đây. Cuộc tình này nó đặc biệt thứ nhất là Chúa Giêsu không chỉ yêu bằng suy nghĩ, nhưng Ngài yêu bằng lời nói. Ca dao tục ngữ có nói rằng có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Làm chi dở đục dở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Rồi, thế thiếu nhi chúng con yêu ai bao giờ chưa? Có yêu ba mẹ chúng con không?
Có yêu anh chị em chúng con không? Có yêu bạn bè chúng con không? Nhưng cha hỏi chúng con có bao giờ chúng con nói ra lời yêu đó chưa? Có nói chưa? Tại sao không nói? Ngại à? Ngại thì chúng ta lại rơi vào tình trạng lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Đó là những con người rất bình thường trong đời sống mà chúng ta gặp thường ngày. Vậy bây giờ cha hỏi thiếu nhi thánh thể chúng con, có bao giờ chúng con nói yêu Chúa Giêsu thánh thể bao giờ chưa? Có chưa? Nói thường xuyên không? Không thường xuyên. Nhưng ngày nào Chúa Giêsu thánh thể cũng nói với chúng con trong bí tích thánh thể, ở trong thánh lễ hàng ngày: Thầy yêu chúng con và Thầy trao ban tình yêu của Thầy cho chúng con, và Thầy cũng muốn tình yêu của Thầy nơi chúng con được trao ban cho người khác. Như vậy trong một tình yêu dang dở cách đặc biệt này, điều đầu tiên Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta bước vào tình yêu này là chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Phải nói rằng chúng ta yêu Chúa Giêsu thánh thể. Bởi vì chính Chúa cũng đã nói với chúng ta rất nhiều trong lời Chúa. Điều thứ hai, Chúa Giêsu không chỉ nói nhưng mà còn hành động. Chúa trao ban cho chúng ta thánh thể ngay từ lúc dựng nên vũ trụ, ngay từ thuở ban đầu sáng tạo vũ trụ. Khi Thiên Chúa đặt Adam và Eva vào trong vườn địa đàng và trao cho tất cả mọi sự để cho Adam và bà Eva có thể biến tất cả mọi sự này thành của ăn, nuôi sống chính bản thân mình, Thiên Chúa đã trao tặng lương thực ngay từ thuở khởi đầu rồi. Để và tiếp nối, Ngài trao ban lương thực cho dân Israel trong hành trình đi trong sa mạc bằng của ăn là bánh gì? Bánh manna. Bánh từ trời rơi xuống và con người chúng ta cứ nhặt lấy mà ăn thôi. Để rồi tiếp nối với Đức Giêsu Kitô, Đức Giêsu Kitô trao bánh cho những người đi theo Ngài, mà điển hình là phép lạ năm. Phép lạ gì? Năm gì? Năm chiếc bánh và hai con cá. Để rồi ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn tiếp tục thể hiện hành động đó cho mỗi người chúng ta qua bánh gì? Bánh gì ở trong nhà thờ? Thánh thể Chúa. Yêu bằng hành động mà Chúa Giêsu Kitô để lại cho chúng ta là như thế. Và để tiếp nối với Chúa Giêsu thánh thể trao ban tình yêu bằng hành động, thì những con người theo Chúa Giêsu thánh thể cũng thể hiện tình yêu đó để trao tặng cho người khác. Cha kể cho chúng con nghe một câu chuyện có thật ở đất nước Colombia. Chúng con có muốn nghe chuyện không? Góc bên kia có muốn nghe chuyện không? Rồi, bạn nào muốn nghe chuyện vỗ cha một tràng pháo tay cái. Câu chuyện này là chúng con không khuyến khích chúng con làm, nhưng cố gắng noi theo gương của cha Phenice nhá. Trong một chuyến xe lửa đi về thành phố ở đất nước Colombia, đang đi thì có động đất và cái đoàn tàu xe lửa nó bị lật, nhiều người bị thương lắm, và trong đó có cha Phenice là cha cũng bị thương. Và chúng con biết cha bị thương cái gì không? Cha còn trẻ thôi, mới có ba mươi mấy tuổi thôi. Cha bị lủng bụng. Khi đoàn tàu nó lật thì cha bị lủng bụng. Và lủng bụng thì cái gì nó rơi ra ngoài chúng con? Cái gì nó rơi ra ngoài? Ruột nó rơi ra ngoài. Ruột của cha Phenice nó rơi ra ngoài và nó thòng lòng xuống dưới đất luôn này. Bắt đầu đoàn cứu hộ đến, bởi vì cái đoàn xe lửa nó bị lật, rất nhiều người bị thương. Và người ta chạy đến cha Phenice thì cha ra hiệu là không cần cứu cha. Bắt đầu cha lấy sức của cha, cha nhét ruột lại vào trong bụng. Nhặt ruột ở dưới đất, nhét vào.
nhét vào trong bụng, sau đó lấy băng vải quấn thật chặt ở bụng. Và cha lết đi từ từ. Cha đố chúng con, cha Phê-ni-xê lết đi làm cái gì? Lết đi để gặp những người bị thương nặng đang nằm bên cạnh cha để cha giải tội. Giải tội cho họ trong giờ phút cuối cùng. Và cha Phê-ni-xê đã giải tội được 30 mấy người. Khi những nhân viên cứu hộ đến để cứu cha Phê-ni-xê thì cha Phê-ni-xê đã gục ngã rồi. Ngài nói với Thiên Chúa và nói với những người cứu hộ rằng: con cảm ơn Thiên Chúa đã ban sức mạnh cho con, và trong giây phút thập tử nhân sinh này con đã đưa được mấy chục linh hồn về với Chúa. Người ta vội vã đưa cha Phê-ni-xê đi cấp cứu ở nhà thương. Khi tới nhà thương thì cha đã chút hơi thở cuối cùng. Chúng con thấy cái chết của cha Phê-ni-xê đẹp không? Đẹp. Bởi vì cái chết đó đã hy sinh trọn vẹn tình yêu của cha cho người khác. Cha đã bắt cước trước gương của Chúa Giê-xu Thánh Thể, muốn trao tặng tất cả cho người mình yêu những điều gì tốt nhất. Nên Chúa Giê-xu Thánh Thể không chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động. Hành động đó là hành động yêu. Yêu và trao ban cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Và chúng con được trao ban những gì tốt đẹp nhất nơi Chúa Giê-xu Thánh Thể. Là chúng ta được tha thứ tội lỗi này. Chúng ta được ban ân sủng của Thiên Chúa trong chính đời sống của chúng ta. Đó là thức ăn của thể xác và linh hồn. Chúng ta còn được Chúa Giê-xu Thánh Thể gìn giữ cho chúng ta tất cả mọi sự trong những cơn cám dỗ. Và điều chúng ta được mong muốn là chúng ta cùng hãy cầu nguyện cùng Chúa Giê-xu Thánh Thể bằng lời nói và bằng chính hành động của chúng ta cho Chúa và cho những người chúng ta yêu thương. Điểm thứ ba cho chia sẻ với tất cả mỗi thiếu nhi thánh thể chúng ta ở đây. Thứ nhất là Chúa Giê-xu yêu bằng gì? Lời nói. Thứ hai là bằng hành động. Và thứ ba rằng Chúa Giê-xu Thánh Thể yêu chúng ta bằng việc biến đổi chính chúng ta thành thánh thể. Trong đây lại tiếp tục kể cho một câu chuyện nho nhỏ nữa. Thiếu nhi chúng con muốn nghe chuyện không? Rồi, vậy cho một tràng pháo tay để nghe câu chuyện về thánh thể. Những câu chuyện này thì cha kể ở các giáo xứ cha dừng lễ rồi, còn các nơi khác thì chưa, thì cha cũng muốn kể lại. Chị giáo lý viên dạy em thiếu nhi: khi chúng ta rước Chúa Giê-xu vào lòng, chúng con ở đây rước Chúa Giê-xu vào lòng chưa? Thì chính Chúa Giê-xu biến đổi chúng ta trở nên thánh thể của Chúa. Khi bỏ vào trong miệng mình thánh Chúa Kitô thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Khi đưa bánh vào trong miệng thì thánh thể ở trong miệng Chúa Giê-xu sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì với thánh thể đó? Chúng con sẽ nhai. Chúng con nhai thì chúng con sẽ nghe tiếng gì? Nghe tiếng rộp 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 ở trong miệng. Đó là tiếng gì? Đó là tiếng xương Chúa Giê-xu Thánh Thể gãy. Vậy chúng con nhai Chúa Giê-xu Thánh Thể không? Sau đó chúng ta làm gì? Nuốt Chúa Giê-xu Thánh Thể xuống đâu? Xuống bụng. Để chính Chúa Giê-xu Thánh Thể biến đổi toàn bộ con người chúng ta. Chị giáo lý viên giảng em, các em giáo lý như thế. Khi ra chơi thì các em giáo lý bắt đầu đang chơi vui vẻ thì có một em nhỏ chạy vào nói với chị giáo lý viên rằng: thưa chị, mời chị ra ngoài chị coi, có hai anh Giê-xu đang đánh nhau. Chúng con thấy hai anh Giê-xu đang đánh nhau lúc nào chưa? Thấy chưa? Rồi một lúc nữa thì có các bạn chạy ra bảo: thưa chị, có hai anh Giê-xu đang vật lộn với nhau ở dưới đất.
Thấy chưa? Rồi, một lúc nữa thì có các bạn chạy vào. Thưa chị, có hai chị Giê-xu đang cãi nhau và đang nắm tóc nhau. Chúng con thấy chưa? Và như thế chúng ta thấy, chị mới hỏi em thiếu nhi rằng tại sao con nói như vậy. Em mới trả lời là hồi sáng ngày chị nói á, rằng khi chúng ta rước Chúa vào lòng thì chúng ta được biến đổi nên giống Chúa Giê-xu Thánh Thể. Và khi chúng ta biến đổi giống Chúa Giê-xu Thánh Thể như thế thì chúng ta phải sống như Chúa Giê-xu Thánh Thể. Nên chính các bạn kia mới rước Chúa vào lòng mà ra ngoài mà đánh nhau, thì em nhỏ đó đã hiểu rằng hai anh Giê-xu đánh nhau. Như vậy một ngày nào đó, ở tất cả chúng con đang học giáo lý và tham dự thánh lễ, sau khi ra khỏi thánh lễ, chúng con có thấy anh Giê-xu nào bị bầm mắt không? Có không? Chúng ta có thấy anh Giê-xu nào bị méo miệng không? Bị đấm một phát méo miệng. Chúng ta có thấy anh Giê-xu nào bị u đầu không? Có. Anh Giê-xu mà bị méo miệng, bị u đầu hay bị bầm mắt hay bị thương tích ở chân tay chính là cách thể hiện của chúng ta đối với Chúa Giê-xu Thánh Thể cho người khác. Còn Thiên Chúa, Chúa Giê-xu Thánh Thể thì không bao giờ muốn trừng phạt mỗi người chúng ta. Ngài chỉ dành cho chúng ta những tình yêu thương rất đặc biệt. Nên cha mới mượn tư tưởng đó để nói với tất cả thiếu nhi rằng Chúa Giê-xu muốn biến mỗi người chúng ta thành Thánh Thể. Và đây là ba điểm tư tưởng về trong một tình yêu rất đặc biệt mà Chúa Giê-xu đã để lại cho mỗi người chúng ta.